Chào các bạn. Đối với những nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thì việc lựa chọn vào đầu tư vào một cái doanh nghiệp, một cái cổ phiếu mà không có cái tốc độ tăng trưởng thường xuyên hàng năm, điều đó là điều mà gần như là không chọn tới. Tuy vậy thì với những cái đối tượng khác gồm có giới văn phòng với cái số vốn ít và không có nhiều thời gian với thị trường chứng khoán thì nên đầu tư vào đâu, cũng như là những người lớn tuổi nghỉ hưu đang có một cái khoản tiền tích lũy lâu dài trước đó, đang cần tìm kiếm một cái địa gọi là cái điểm đến đầu tư trên thị trường chứng khoán thay cho kênh gửi ngân hàng thì nên đầu tư vào đâu, thì hôm nay Thắng sẽ dành ra ít phút trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn là nên đầu tư vào đâu với giới văn phòng ít tiền và không nhiều thời gian thị trường chứng khoán, hoặc là những nhà đầu tư có gọi là cái tiền tiết kiệm. Cái lựa chọn mà nhiều người thường hay nghĩ tới đó là tìm những cái cổ phiếu, tìm những cái doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao, giá cổ phiếu sẽ có cái khuynh hướng dịch chuyển nhanh hơn, lẹ hơn và có thể đem lại cái biên lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư như gọi là nhanh nhẹn trên thị trường, hoặc là những nhà đầu tư năng động trên thị trường. Tuy vậy thì vì là những người về hưu, cái khoản tiền nhàn rỗi do nhiều năm làm công ăn lương tích lũy được thì nó cũng cần một cái sự ổn định nhất định, cũng như là cái nhu cầu về mặt biên lợi nhuận đến lúc này thì nó không thực sự là quá lớn cho những nhà đầu tư mà có tiền nhàn rỗi kiểu này. Chủ yếu là cần một kênh đầu tư lãi nhiều hơn ngân hàng, không chịu nhiều cái rủi ro, và doanh nghiệp đầu tư vào là những cái doanh nghiệp trường tồn theo thời gian. Giới văn phòng cũng vậy, mặc dù họ là những người trẻ khá là năng động, tuy vậy thì những người trẻ trên đang làm công việc văn phòng thì khá là bận bịu với công việc của mình, có một cái khoản vốn khá là ít, thậm chí là rất ít, thì có nên xem xét tìm một cái giải pháp gọi là nhàn rỗi, đầu tư một cách rất là thụ động, đầu tư một cách khá là nhàn, ăn cổ tức. Đây là một trong những cái phương pháp mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý anh chị em và các bạn. Trên thị trường chứng khoán thì có rất nhiều các công ty khác nhau. Không thiếu những công ty có tốc độ tăng trưởng thần tốc, nhưng cũng có những công ty thì có sự ổn định rất là cao, năm này qua năm khác doanh thu của họ khá là ổn định, có tăng hay chăng nữa thì cũng rất ít, hạn chế, và lợi nhuận thì đảm bảo cho ra một cái mức lợi nhuận khá là ổn định và gần như là ít thay đổi. Lợi nhuận này nếu mà tính trên một cổ phần thì rất là cao, và thông thường thì cho một cái lượng cổ tức mà chúng ta thấy được rằng là nó hiệu quả so với việc là đầu tư bằng cách giản đơn là gửi ngân hàng, với cái mức lãi suất ngắn hạn thì chỉ nằm ở khoảng tầm 6-7%, chung và dài hạn thì cũng 7-8%, cao nhất cũng chỉ có 8% thôi. Thì các doanh nghiệp nào được chúng tôi nhắc tới trong video ngày hôm nay thì có thể có những doanh nghiệp đã có một cái đợt tăng giá làm cho cái hiệu suất đầu tư của chúng ta nó không còn thực sự tốt như trước nữa, như cái thời điểm mà chúng tôi giới thiệu nữa, cổ phiếu mà chúng tôi muốn nói tới trước đây chúng tôi chỉ nhắc lại cho quý anh chị em và các bạn trong một số video mà chúng tôi đã từng nói với anh chị em và các bạn là nên đầu tư vào đó. Đó là ví dụ như là TNG, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG, một trong những cái doanh nghiệp mà chúng tôi thấy là lợi nhuận trên một cổ phiếu của doanh nghiệp này khá là cao, tới 3.950 đồng, trong khi cái thời điểm trước đây chúng tôi giới thiệu cho anh chị và các bạn thì nó nằm ở cái giá khoảng chưa tới 16.000, khoảng 14.000 một cổ phiếu, 14-16.000 một cổ phiếu trong cái giai đoạn gọi là tháng 10, tháng 11 năm 2018. Nếu anh chị là các bạn nào đã từng theo dõi thì cũng đã có thể biết được cái cổ phiếu này, và tại thời điểm đó thì chúng tôi thấy rằng là cổ tức của doanh nghiệp này thì khá là đều đặn, trung bình là từ 16-20%, đôi khi là còn cao hơn. Vì vậy thì chúng tôi khuyến nghị với anh chị em và các bạn là xem xét giải ngân mua ở vùng giá 14-16 hưởng mức lợi tức là 2.000. Vậy thì nhiều anh chị và các bạn là vừa là người gọi là
người 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 về hưu, vừa là những anh chị em dưới văn phòng, thì đặt ra một câu hỏi khác, đó là vậy thì cổ phiếu này bây giờ có giá bao nhiêu? Thì thưa là bây giờ giá của cổ phiếu này đã là 22.000 rồi. Do đó thì so với cái mức mà cổ tức chia 2.000 đồng, ví dụ là 2.000 đồng, 16 đến 20%, tức là 1.600 đến 2.000 đồng, thì nó cũng chỉ đạt ở khoảng tầm từ 9 đến 10% thôi. Mặc dù vẫn cao hơn lãi suất ngân hàng, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là cái hiệu suất nó sẽ không lớn nữa. Thì bây giờ có những cổ phiếu nào mà có cái kiểu cổ tức như vậy mà lại cũng có thể có khuynh hướng tăng giá như TNG hay không? Thì thưa là có. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với anh chị em và các bạn khoảng một vài ba cái cổ phiếu như vậy. Thì cổ phiếu thứ nhất thì chúng tôi muốn giới thiệu với anh chị em và các bạn, đó là cổ phiếu PGC, B phở GC. Tên đầy đủ của công ty này là Tổng công ty Ga Petrolimex. Giá hiện tại của cổ phiếu này là 16.050 đồng. Vào ngày 24 tháng 5 sắp tới, tức là vào tuần sau, thì là ngày giao dịch không hưởng quyền chi trả cổ tức còn lại của năm 2018 là 2.000 đồng trên một cổ phiếu. Như vậy là chúng ta thấy rằng là với cổ tức 2.000 và chi phí vốn chúng ta bỏ ra thì nó nằm ở khoảng 16, 15, 16.000 tùy theo thời điểm anh chị mua. Nếu mua sớm cách đây khoảng tầm vài phiên thì nó có khoảng đâu đó khoảng 15 thôi, 16 gì đấy thôi. Thì với 15, 16 mà hưởng lợi tức 2.000 đồng, 2.000 đồng một cổ phiếu, thì chúng ta thấy là mức sinh lời để hưởng cổ tức thụ động của cái doanh nghiệp này là khá tốt, trên 12,5% so với việc gửi lãi ngân hàng thì chúng ta cao hơn tới 4 đến 5%. Hỏi về cái sự ổn định thì thưa anh chị là cổ phiếu này thì rất là ổn định. Nó kinh doanh về lĩnh vực ga, tức là kinh doanh lĩnh vực khí đốt mà chúng ta vẫn sử dụng cho việc là nấu sinh hoạt. Và trong cái điều kiện là giá điện trong thời gian vừa qua thì tăng khá là cao, giá điện lũy tiến thì lại càng ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc chi tiêu của các hộ gia đình. Do đó thì cái khuynh hướng này chuyển dịch sang sử dụng ga là điều tất yếu, và có thể doanh thu của doanh nghiệp này trong năm 2019 sẽ cao hơn và đem lại cái biên lợi nhuận tốt hơn cho quý anh chị em và các bạn, với cái mức lợi nhuận là tương đồng hoặc là cao hơn 150 tỷ so với cùng năm 2018. Dù nó chỉ bằng hoặc tương đồng thôi thì chúng ta vẫn thấy rằng là EPS của nó là 2.500, tức là nếu mà chia hết phần lợi tức thì chúng ta được 2.500, trong khi đấy chi phí vốn của chúng ta bỏ ra tại thời điểm hiện tại là 16.000. Lĩnh vực kinh doanh khí ga thì nó là trường tồn, đó là một trong những cái điểm đến mà chúng ta hoàn toàn có thể xem xét trong cái việc là giải ngân, đầu tư bền vững và dài hạn. Đó là điều mà chúng tôi muốn 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 chia sẻ ngoài cái cổ phiếu TNG trước đây chúng ta đã từng 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 được Thắng ơi chia sẻ với quý anh chị em và các bạn. Cũng còn rất nhiều những cổ phiếu khác chúng tôi sẽ điểm qua luôn trong ngày hôm nay luôn, để anh chị và các bạn có phần nào đó thì có thể xem xét, cân nhắc giải ngân. Anh chị và các bạn chờ Thắng một chút. Ta lấy ví dụ như là một trong những cái công ty mà khá ổn định và có dòng tiền cổ tức rất là cao. Mặc dù vậy thì hiện nay thì giá của nó cũng đã là rất là lớn rồi. Đó là cổ phiếu của công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài, NCT. Với cái mức giá hiện tại đang giao dịch xoay quanh vùng 73.000 đồng trên một cổ phiếu, EPS pha loãng của cổ phiếu này, tức là lợi nhuận trên một cổ phiếu, là công ty này kiếm được 9.200. Nếu chúng ta chia hết cái lượng cổ tức 9.200 đồng cho cái giá hiện tại là của NTC thì chúng ta cũng có mức sinh lời là 9.2 chia cho giá 73 thì nó nằm ở đâu đó khoảng tầm 12,5%. Đây cũng là một trong những cái cổ phiếu mà cái suất sinh lợi của doanh nghiệp đem lại cái mức lợi tức khá là ổn định. Tuy vậy thì một số doanh nghiệp nếu nó vẫn còn dư địa để phát triển thì họ thường hay có khuynh hướng giữ lại một phần lợi tức để đầu tư phát triển. Thì cái lợi tức năm 2018 mà công ty này chia là khoảng 90%, tức là gần như là chia hết. Năm 2019 thì đã chia vào tháng 6 là 50%, và ngày mùng 5 tháng 6 sắp tới đây thì chúng ta sẽ nhận là cái lần là ngày giao dịch không hưởng quyền, thì nó khoảng tầm 5.000. Thì chúng ta cũng không khó để có thể tiên lượng được rằng là năm 2019 thì doanh nghiệp này cũng sẽ chia đâu đó khoảng tầm 90% đến 100%, tức là tương đương với 9.000 hoặc 10.000 đồng. 10.000 đồng và với cái mức giá hiện tại là 73.400 thì đây cũng là một cái điểm đến khá là thú vị mà anh chị và các bạn có thể cân nhắc.
Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Nội Bài thì nó khá là ổn định, nó phục vụ các cái dịch vụ trong cái cụm cảng hàng không Nội Bài, và các cái ngành nghề kinh doanh của nó là gọi là hoạt động trong cái lĩnh vực cái dịch vụ sân bay, do đó thì khá trường tồn, và dịch vụ này thì có thể được phát triển ổn định trong tương lai, trong cái khuynh hướng là xã hội Việt Nam đang phát triển mạnh hơn trong cái lĩnh vực hàng không, thì chúng ta cũng có thể xem xét. Đó là một trong những cổ phiếu mà chúng tôi thấy là đánh giá và sắp tới đang chuẩn bị nhận cổ tức. Những thứ chúng tôi đưa ra là những thứ mà sắp tới đây sẽ nhận cổ tức, nên anh chị và các bạn hoàn toàn có thể xem xét. Cổ phiếu nữa là cổ phiếu DPR. DPR là cổ phiếu công ty cổ phần cao su Đồng Phú. Công ty cổ phần cao su Đồng Phú thì hiện tại giá giao dịch là khoảng 38.200. EPS cơ bản của nó là 5.800, tức là chúng ta nếu lấy gọi là cái phần mà lợi tức trên một cổ phần chia cho tọa cái giá hiện tại thì chúng ta thấy là 5.800 mà chia cho 38 thì khá là ok chị em và các bạn. 5.800 mà chia cho 38 thì nó nằm ở khoảng đâu đó là 15%, 15% khá là ok luôn. Doanh nghiệp này thì có ổn định hay không? Thì thưa anh chị là khá ổn định, và nhìn vào các cái lợi nhuận trong cũng như doanh thu của doanh nghiệp này trong suốt những năm gần đây thì thực sự là rất ổn định. Cổ tức mà doanh nghiệp này dự chia cho năm 2019 là khoảng 50%, là cũng gần như là chia gần hết. Và theo cái số liệu thống kê của năm 2018 thì công ty này chia tới mấy phần trăm anh chị biết không ạ? 90% anh chị và bạn. Tháng 8 năm 2018 chia bằng tiền 20%. Tháng 10 năm 2018 chia bằng tiền 30%. Tháng 12 năm 2018 chia bằng tiền 40%. Và đó là một trong những cái điểm đến mà anh chị và các bạn cũng hoàn toàn có thể xem xét để giải ngân đầu tư, và cũng có thể là chúng ta thấy được rằng là đây là một cái điểm đến khá là tích cực, khá là tuyệt vời. Một cổ phiếu nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý anh chị và các bạn trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, đó chính là cổ phiếu của công ty cổ phần Nhân Trạch 2, NT2. NT2 thì là một trong những công ty sản xuất điện, điện năng. Và nhìn vào cái cổ tức năm ngoái với cái giá mà năm ngoái thì đúng là quá tuyệt vời luôn, bởi vì giá năm ngoái nó giao dịch quanh vùng 24 thôi. Năm nay thì nó đã đang giao dịch ở quanh vùng giá 28 rồi. Tuy vậy thì nó vẫn còn thơm so với lại cái việc cổ tức năm ngoái mà công ty này chia. Tháng 5 2018 thì chia 20%, tháng 7 2018 thì chia 28%. Tháng 9 năm 2018 thì chia 15% và tháng 12 năm 2018 thì chia 9%. Như vậy là tổng chia của doanh nghiệp này là lên tới gần 80% cho với cái mức chi phí vốn chúng ta bỏ ra là 24.000, thực sự là quá thơm. Năm nay thì họ sẽ dự chia cổ tức là bao nhiêu thì chúng tôi chưa biết chính xác, nhưng mà trong khi đó là lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này dự kiến là 743 tỷ đồng, dự kiến là 743 tỷ đồng. 743 tỷ đồng thì nó xem với năm ngoái thì khả năng cũng sẽ vẫn có cái khả năng vẫn chia được giống như năm ngoái. Năm ngoái thì chúng ta đạt được cái mức lợi nhuận là khoảng 780 tỷ. Như vậy là Nhân Trạch 2 khá là ổn định. Chưa nói đến câu chuyện là giá điện gần đây tăng thì doanh thu của doanh nghiệp này tự nhiên tăng. Và có thể nếu tiết giảm tốt phần giá vốn hàng bán và các vấn đề chi phí thì chúng ta có thể có các mức lợi nhuận cao hơn so với lại cái mức gọi là lợi nhuận dự kiến năm 2019. Đây cũng là điểm đến đầu tư mà chúng ta hoàn toàn đối với những người mà gọi là về hưu mà muốn giữ tiền ở mức ổn định, mức lợi tức trên 12%, và hoặc là những anh chị em vân gọi là đang làm văn phòng mà ít thời gian với thị trường chứng khoán, không có thời gian để theo dõi các bán điện để cập nhật cái tình hình giá cũng như là đu theo những cổ phiếu tăng trưởng, thì đây cũng là cổ phiếu khá là ổn định. Bởi vì Nhân Trạch 2 thì công ty cổ phần điện lực dầu khí Nhân Trạch 2 là khá là ổn định luôn, anh chị yên tâm là cái lĩnh vực này thì cực kỳ ổn định, không phải lo lắng gì nhiều về trong cái câu chuyện là phát triển ổn định của doanh nghiệp này. Cổ phiếu nữa là chúng ta muốn muốn giới thiệu với anh chị và các bạn thì thực sự ai cũng biết đến cổ phiếu này nếu là người ở trong miền Nam. Đó chính là cái cổ phiếu Đầm Sen Nước DSN. Công ty Đầm Sen Nước thì có mức cổ tức khá là ok luôn. Riêng cái năm 2019 này thì nó chốt giải đã chia 2 lần rồi. Tháng 1 2019 nó đã chia 36% và tháng 2 năm 2019 này chia 29% rồi. Mức chia này là quá cao so với mức giá hiện hành. Tức là mức chia lên tới gần 70%, 66 phần 65%. Trong khi đó giá thì nó chỉ nằm ở cách đây khoảng tầm 1 năm trước thì nó chỉ nằm ở khoảng 50.000 thôi. Hiện tại thì đang giao dịch ở cái nền giá là 58.900. 58.900 mà chia với mức cổ tức gần 70% như vậy thì cũng khá là cao. Và dự kiến thì năm 2000 cái EPS của nó là 7.890 đồng, tức là gần như là chia hết. Chia hết thì chúng ta thấy vẫn là cao, khá là cao anh chị em và bạn.
Còn năm này thì quý 1 của nó cũng đã có một cái mức lợi nhuận là khá là ok, so với cùng kỳ thì khá tốt. 90 năm nay thì khoảng tầm 200 tỷ lợi nhuận, 200 tỷ doanh thu và khoảng hơn tầm gần suýt soát 100 tỷ lợi nhuận. Đây cũng là một cổ phiếu mà có thể hưởng cổ tức khá là ok luôn anh chị em và các bạn. Chúng ta có thể tìm thêm cho anh chị em và các bạn một vài cổ phiếu nữa, nhưng mà do cái thời lượng video nó đã khá là dài rồi, khoảng 15-20 phút rồi. Thì nếu anh chị và các bạn yêu thích cái video này và muốn chúng tôi làm tiếp những cái chủ đề liên quan đến những cái cổ phiếu mà có thể gọi dành cho những nhà đầu tư gọi là không được năng động lắm, là những người về hưu, hay là anh chị là các bạn là những người văn phòng, làm trong cái gọi là làm văn phòng, có số tiền ít, không có nhiều thời gian theo dõi thị trường, thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật, với điều kiện anh chị em và các bạn để lại cho chúng tôi một cái bình luận là thấy thích hoặc like, hoặc là ví dụ như chúng để lại bình luận là làm tiếp hoặc là tiếp tục làm những video kiểu như thế này, thì chúng tôi sẽ là cái động lực, cái số lượng người xem nhiều thì chúng tôi sẽ tiếp tục ra tiếp theo những video tiếp theo mà có giới thiệu với chị em và bạn những cái cổ phiếu tương tự, để anh chị và các bạn có được cái điểm đến đầu tư có suất sinh lời cao và khá là ổn định. Cái việc mà chúng tôi giới thiệu thì chúng tôi có thể coi cái doanh nghiệp đó rồi, xem xét cái doanh nghiệp rồi và tính ổn định của các doanh nghiệp chúng tôi giới thiệu với quý chị em và các bạn thì thực sự là rất ổn định. Mức lợi tức mà cổ tức á, trên cái chi phí vốn hiện tại cho anh chị và các bạn bỏ tiền để mua á, thì nó thường cao hơn 12%, nên là chúng ta thấy cũng khá là tuyệt vời. Thì cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Thắng Hơi, cùng với TOTV, và mong rằng anh chị và các bạn đừng gọi là bớt chút thời gian để ấn like cho video này, để lại bình luận để chúng tôi tiếp tục làm những video tương tự và chia sẻ, cũng như đừng quên đăng ký kênh Thắng Hơi TV để tiếp tục cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.